Cái này là cái một cái chất liệu bên mình gọi là cái tát nét, nó rất là mỏng. Màu này gọi là màu da hay là màu màu hồng. Cái này nó rất là mỏng cho nên là nó khi mình gia công nó không có để lại màu đâu. Nó chỉ là cái mắt lưới của nó. Nó rất là mềm. Nó mềm, cực kỳ mềm. Đó. Mềm và mỏng. Cái này thì dùng để mình làm cái tiếp nối tàng hình ấy. Mình làm cái sợi cường lực mình lót để cho nó dai cái tép, miếng tép mình làm ấy. Hoặc là mình dùng cái này để mình làm những cái siêu da đầu ấy. Mình bôi cái keo siêu da đầu lên để tạo thành những cái đầu hoặc là những cái mảng hói để mình móc cái tóc giả lên. Cái này thì có hai màu, màu này với màu đen nữa. Tuy nhiên màu đen thì nó cũng như thế này thôi. Đó. Màu đen và màu hồng.